anh em bữa nay mãi có về một con mặt xây Ferguson hai cầu xe lớn nha anh em. Này là 1402, xe hiện tại là không có đuôi sới nha, đồ đạc ok các thứ, hiện tại máy đang nổ nè. Rất là đẹp nha, máy móc nó ok hết, không có tiếng khói rồi luôn. Đây máy chạy nè, máy còn rất là đẹp nha, chưa sửa chữa, chưa xả gió, không mùi lon hết, máy không có đổ hơi đổ hát nữa nè. Ok nha anh em. Đây đùi nữa đây. Nó chạy được 1628 giờ. Còn rất là ok nha. Chạy cho anh em coi nè, chạy rất là ok nha. Đó, nghe rất mạnh. Cái này là về kéo mọt kéo đồ là ok anh em. Đây là cơ hoàn toàn, cơ toàn bộ hết tất cả. Cái lái chờ là 100% luôn. Anh em nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên bài viết nha. Bên cơ bên gì tất cả cơ hết, nhỏ là còn ok hết. Chào anh em nha.